rời vùng an toàn Việt Nam cùng một thời điểm, nhưng khi nhìn vào mùa giải đầu tiên, Huỳnh như rõ ràng vượt trội Quang Hải về sự hiệu quả và thành công tại châu Âu. Những ngày cuối mùa quả thực ảm đạm với Quang Hải. Tiền vệ tuyển Việt Nam trải qua chuỗi 7 trận liên tục không được vô đăng ký tại League 2. Lần cuối Hải ra sân cho đội một vô là vào tháng 2. Khi đó, anh chơi 10 phút trong trận thua 0-1 trước Stade Lavallois, sau đó biến mất khỏi kế hoạch của huấn luyện viên Didier Tholo. Tính đến lúc này của mùa giải, Hải mới chơi 604 phút, ghi đúng một bàn. Dấu ấn của anh trong mùa xuất ngoại đầu tiên là rất nhạt nhòa. Ở chiều ngược lại, Huỳnh như đã kết thúc mùa giải đầu tiên với thành công ngoài dự kiến. Thủ quân tuyển nữ Việt Nam ghi 7 bàn trên mọi đấu trường cho Lang, trong đó có 5 bàn tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Không ra sân trọn vẹn toàn bộ các trận cho Lang, nhưng khi có cơ hội, nhưng luôn được tạo điều kiện để xuất trận và không ít lần tỏa sáng. Huấn luyện viên trưởng Lang thừa nhận Huỳnh như rất giỏi và coi thủ quân tuyển Việt Nam là con bài tẩy tạo đột biến từ ghế dự bị. Khác biệt của Như và Hải đến từ đâu? Quang Hải đến giờ vẫn chưa biết tiếng Pháp. Anh lọt thỏm trong môi trường Pau FC với các cầu thủ gốc Phi chỉ nói tiếng Pháp hoặc Bồ Đào Nha. Đến nửa sau mùa giải, anh nằm ngoài kế hoạch của ông Tholo khi kết nối với các đồng đội gần như là con số 0. Huỳnh như không biết tiếng Bồ Đào Nha khi mới xuất ngoại, nhưng đầu ra của thủ quân tuyển nữ Việt Nam lại khác hẳn. Khác với Hải, Như hòa nhập cực nhanh với các đồng đội. Việc Như hướng dẫn đồng đội ăn mừng như Ronaldo, nấu ăn cùng, nhảy múa cùng, tặng các món sản vật Việt Nam và thường xuyên sinh hoạt thường nhật đều đặn cùng các chị em tại Lang là minh chứng. Người dân sống ở thành phố Braga, Bồ Đào Nha, thậm chí sẽ không quên hình ảnh cô gái bé nhỏ Huỳnh như cứ vài ngày lại chạy qua 577 bậc thang để lên đỉnh núi Bom Giê-xu. Như quen mặt các chủ nhà hàng Việt tại nơi mình sống, thân thiết với các đồng đội đủ quốc tịch, thậm chí đến giờ hiểu gần hết các chỉ đạo bằng tiếng Bồ Đào Nha của huấn luyện viên. Khi xuất ngoại, cầu thủ phải chơi bóng. Nhưng ngoài chơi bóng, các cầu thủ còn phải sống, phải hòa nhập với môi trường xa lạ. Ở khoản này, Huỳnh như làm tốt hơn Quang Hải. Hành trình khẳng định vị trí của Như cũng khác Hải trời vực. Hải tới Pau FC với vị thế của Messi Việt Nam như dòng tít của tờ báo địa phương tại đây. Hiệu ứng Quang Hải đưa tuyển thủ Việt Nam thành phương án hàng đầu của Pau trong những vòng đầu tại League 2. Nhưng hiệu ứng càng mạnh thì áp lực càng lớn. Chuyện này sau cùng kết thúc khi Hải không tạo được ấn tượng tương xứng với danh tiếng. Huấn luyện viên Tholo nói Hải hơi vội trong những pha xử lý quyết định. Sau nhận xét này, Hải lên ghế dự bị. Như trong khi đó vào sân từ ghế dự bị, thi đấu rất ít trong 4-5 trận đầu tại Lang. Điểm nổ chỉ đến sau khoảng 1/4 mùa giải, chính xác là vào ngày 5 tháng 11 khi Như vào sân từ đầu hiệp 2 trong trận đấu với Famalicão. Thủ quân tuyển Việt Nam ghi 2 bàn, kiến tạo một lần, giúp Lang hòa đối thủ mạnh hơn 3-3. Như có quá nhiều thời gian được chuẩn bị tận răng. Bởi thế, quá trình hòa nhập của cô kết thúc mỹ mãn, kéo theo thời gian thi đấu bùng nổ của Như trên đất Bồ Đào Nha. Với màn trình diễn ấn tượng, đội trưởng tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như sẽ được gia hạn với câu lạc bộ Lang trong thời gian sớm nhất.